On 1065 Vegapunk trong ra sao? Xác nhận nguyên nhân Vegapunk sắp chết Hello, nào chào anh em Chào mừng anh em quay trở lại với Top Manga Tiến sĩ Vegapunk Bộ não thiên tài số 1 thế giới Với những phát minh đi trước thời đại 500 năm Nhưng thực ra vẫn còn kém 300 năm So với nền văn minh của quốc gia cổ đại Tồn tại 800 năm trước Chắc tầm 1065 mới nhất đã cho chúng ta biết sự thật về Egghead Thực tế đây không phải là hòn đảo của tương lai mà lại là hòn đảo của quá khứ vì Vegapunk đã cố gắng tiến hóa lùi để bắt kịp trí thức của vương quốc cổ đại. 800 năm trước họ đã sở hữu một nền văn minh tiến bộ khủng khiếp, vượt xa tầm hiểu biết của con người mà tới 800 năm sau, nhà khoa học số một thế giới vẫn chưa bắt kịp. Vegapunk chỉ đi trước nhân loại 500 năm nên mình mới nói vương quốc cổ đại tiến bộ hơn ông ấy 300 năm. Tiến sĩ Vegapunk đã nỗ lực cả đời, tuy nhiên có lẽ kiếp này ông ấy không thể bắt kịp nền văn minh của vương quốc cổ đại. Vì mới đây, ở chapter 1064, băng một Saka đã cho cha Luffy biết về gặp băng sắp chết. Thủ lĩnh quân cách mạng Mankini Dragon tỏ ra hết sức bất ngờ trước thông tin này. Ở đây không bàn tới mối quan hệ của họ là gì, mà mình chỉ quan tâm nguyên nhân cái chết của tiến sĩ Vegapunk. Liệu nó là một nguyên nhân về mặt sinh học thuần túy hay Vegapunk biết chính quyền thế giới đang muốn loại bỏ mình? Hầu hết fan One Piece đều nghĩ tới về thứ hai. Nhưng muốn giết tiến sĩ Vegapunk liệu có đơn giản như thế? Vậy thì hãy để video hôm nay giúp anh em hiểu rõ hơn về vấn đề này. Đây là những dự đoán của mình dựa trên những thông tin thu thập được từ các chapter gần đây, đặc biệt là chapter 1065 mới nhất có cơ sở để khẳng định chắc chắn rằng nhóm của Rob Lucy không bao giờ trừ khử được tiến sĩ Vegapunk, kể cả khi chúng có ba đặc vụ CPO và mang theo Seraphim Kuma. Anh em đừng bỏ qua một giây nào và cùng Top Manga tới với chủ đề vô cùng hấp dẫn này nhé. Trường hợp đầu tiên mà mình nhắc đến chắc trùng với suy nghĩ của đa số anh em. Đấy là ngũ lão tinh cử CPO tới giết Vegapunk vì ông ta biết quá nhiều và cũng đã hết giá trị lợi dụng. Vegapunk quen biết hay thậm chí là từng hợp tác với Monkey Dragon hoàn toàn có thể xảy ra bởi ông ta giống hết một freelancer người Catalan đại khái thì vkpang đang rất là barcelona tức là tiền đã không có mà cái gì cũng muốn mua vậy nên khi chính phủ thế giới đưa ra một con số hợp lý vkpang sẵn sàng bán chất xám của mình cho chúng ông ta cũng có thể bán các phát minh cho các thế lực khác để lấy tiền mua nguyên vật liệu hay trả tiền nhân công phục vụ cho việc nghiên cứu một trong số đó bao gồm quân cách mạng đi cướp của hải tặc vega còn làm cơ mà có lẽ ngũ lão tinh biết việc này nhưng lúc đó chưa thể làm gì ông ta được hoặc từ lâu ngũ lão tinh đã chướng tai gai mắt với thái độ của vega rồi bởi ông nhiều lần gửi báo cáo láo và không toàn tâm toàn ý phục vụ chính quyền chúng ta đã thấy những sáng kiến của vega dường như là vô tận kể từ khi băng mu dương đặt chân lên đảo x họ lần lượt được thấy các phát minh hữu ích cho đời sống của con người nhưng những phát minh đó lại chưa được đem ra áp dụng thực tiễn mà chỉ có các loại vũ khí chống lại loài người là được chính phủ hoặc hải quân ưu tiên hơn cả có lẽ đối với chúng, những phát minh của Vegapang ngoài vũ khí ra đều không cần thiết nên không rót vốn cho các nghiên cứu đó, dẫn đến việc Vegapang phải tự bỏ tiền túi ra làm. Bao nhiêu thủ lao hay tiền bán vũ khí cũng chỉ đủ trang trải cho hoạt động nghiên cứu. Ông ta muốn dùng khoa học để giúp đỡ cho cuộc sống của người dân, nhưng lại buộc phải bán vũ khí giết người để có tiền tạo ra các thiết bị hữu ích đó. Thay vì bán máy nấu ăn tự động cho người nghèo khổ bởi nó có chức năng tuyệt vời nhất là tạo ra món ăn từ đồ ăn thừa bị vứt bỏ hay hệ thống điều hòa không khí giúp cuộc sống của người dân đỡ khắc nghiệt hơn. Với các băng chỉ bán được Pacifista, Đại Bác hay căng, hệ thống laser, mình nghĩ ông ta phát minh ra phương pháp tráng đá biển dưới đáy tàu để tàu thuyền được an toàn trước hải vương. Nhưng cuối cùng, hải quân đã dùng nó để vượt qua vành đai tĩnh lặng dễ dàng tấn công các quốc gia chống đối hơn nhìn thấy chính phủ sử dụng các phát minh của mình vào mục đích diệt chủng, Vegapang đã gửi báo cáo láo về trái ác quỷ nhân tạo. Ông đã tạo ra trái doan thần thoại Uo Uo Nomi mà Momonosuke ăn. Tuy màu sắc có khác nhưng hình dạng lẫn sức mạnh đều giống hết bản gốc. Tuy nhiên nếu để chính phủ sở hữu thứ sức mạnh đó trong tay và sản xuất hàng loạt thì thật sự là một thảm họa. Việc Cipio hay Ryokugi báo cáo rằng chúng nhìn thấy một con rồng khác ở Wano có thể khiến ngũ Tinh nổi giận vì biết đã bị Vegapang lừa. Còn nguyên nhân khác nữa liên quan tới thắc mắc của Rob Lucy là khoa học gia thiên tài nên không lạ gì nếu Vegapunk biết và nghiên cứu về vương quốc cổ đại, thậm chí là vũ khí cổ đại. Như giả thuyết trước đó, có thể Imsama sở hữu vũ khí cổ đại Uranus và Vegapunk biết việc đó. Cuối trước 1062, Lucy đã tò mò liệu hành động trừ khử này có liên quan gì đến vụ việc vương quốc Lulusia bị xóa sổ hay không có thể trong sự kiện hủy diệt vương quốc lucia vgapang đã cố ngăn cản hành động đó của chính phủ nhưng bất thành hành động đó đã trở thành giọt nước tràn ly của cả hai phía vgapang không còn chịu nổi sự tàn bạo của chính phủ và chính phủ cũng nhịn quá đủ sự bất tuân của ông nên kết quả cuối cùng là một bản án tử hình đã được ban ra nhưng quan trọng nhất là dự án ssg đã thành công Trước đó chúng cần sức mạnh có thể thay thế Thất Vũ Hải nên dù Vegapunk làm gì cũng được cho qua. Giờ Seraphim được thử nghiệm thành công mỹ mãn tại Amazon Lily. Chính phủ quyết định loại bỏ Vegapunk là điều khó tránh khỏi. Suy nghĩ này vô cùng hợp lý nếu nhìn từ góc độ của ngôi lão tinh. Tuy nhiên thì Vegapunk không thể chết theo cách đó. Vì sao? Mình chẳng cần bàn tới việc băng tứ hoàng Luffy mũ rơm ở đây giúp ông, mà tự Vegapunk cũng có thể bảo vệ chính mình. cũng có một đoàn quái vật máy mạnh như Hải Vương, còn cá mập hết nuốt tàu của Bonnie đi lại bắn chim thousand sunny cho cả băng tứ hoàng biết vì sao nước biển lại mặn thì muốn tiếp cận egghead cũng chẳng hề dễ chưa kể, thành phố bên dưới có các Star như Kuma cảnh sát bảo vệ. Để vượt qua chúng rồi lên được Laugh Face trên trời còn khó nhằn hơn cả lũ quái vật biển. Cứ cho là tới được Laugh Face, anh em chắc cũng nhìn thấy ở đây có thứ gì rồi đấy. Còn Seraphim Jinbe dường như còn có năng lực trái ác quỷ. Cả Sanji, Robin, Frankie đều chẳng thể làm gì nó. Thì CPO liệu ăn nổi không? Chắc chắn là không rồi. Ngoài Rob Lucy còn có tí hy vọng chứ Stussy và Kaku. Mình đoán gặp thất vũ hải thì tắt nắng ngay. Đúng là nhóm CPO có Seraphim Kuma, như anh em hãy chú ý số 04 và tấm biển ghi Seraphim. Trong trạp mùa 1065, ta thấy các băng nói chuyện với nhau rằng họ cố tình để băng mũ rơm đánh với Seraphim Jinbei như một cách thử nghiệm. Tức là mới chỉ có 3 Seraphim thử nghiệm hoàn tất và đem ra sử dụng, chính là các Seraphim của Mihawk, Hancock và Kuma. Ngoài Seraphim 04 Zinbe đang được thử nghiệm lần cuối, thì chắc chắn 05, 06, 07 đang ở đâu đó trong lap face. Nếu Vegapunk thả tất cả bọn chúng ra, thì e là Buster Cole đến đây cũng bị quét sạch. Chứ đừng nói là 3 CPO với một con Seraphim. Đem Seraphim đi giết người đã tạo ra nó, nhưng đi này hay đấy. Trường hợp thứ hai mình cho rằng hợp lý nhất bởi như đã phân tích ở trên thì không đời nào có chuyện Vegapunk bị chính phủ trừ khử. Theo mình, Saka muốn nói với cha Luffy, việc tiến sĩ Vegapunk sắp qua đời vì vấn đề sức khỏe, đây thuần túy là một nguyên nhân sinh học. Dựa vào các dữ kiện đã có, mình nhận định Vegapunk chỉ tầm tuổi Vin Smokers, cho nên ông ta không phải chết vì tuổi cao sức yếu mà là do lao lực quá độ. Những ông cụ ngoài 70 như Rayleigh, Gap, Sengoku hiện nay vẫn rất khỏe mạnh, một phần vì thời trai trẻ tung hoành ngang dọc, thể chất phi thường. Nhưng quan trọng nhất là họ dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, tiệc tung rượu tre ngoài những lúc chiến đấu, cũng ít phải suy nghĩ căng thẳng như Vegapunk, nên ngoài 70 vẫn rất sung mãn. Trái lại, tiến sĩ Vegapunk quá đam mê nghiên cứu khoa học, dẫn đến lao lực quá độ. Nhìn khối lượng công việc mà 6 Vegapunk phụ trách, mình cũng lờ mờ đoán được Vegapunk bận bịu ra sao trước khi tạo ra 6 bản sao phụ giúp. Thời trẻ thì còn có phòng thí nghiệm ở Banimo, về sau lại xây dựng một vương quốc tại Egghead lẫn Face ở trên trời. Vậy nên các phát minh của Vegapunk nhiều vô số kể, nhưng mỗi một thành tựu mới ra đời thì tuổi thọ của ông lại giảm đi. Làm việc quá nhiều khiến Vegapunk suy kiệt là thiên tài cũng có nỗi khổ riêng, Rob Lucy đã nói như thế. Vegapunk không thể dừng nghiên cứu cho đến khi cơ thể của ông ta không còn nghe lời nữa. Pang không một bảo Dragon rằng thiên tài có thể dự đoán được cái chết của mình. Vậy thì có khả năng Vegapunk biết cơ thể của ông sắp tới giới hạn, nên Vegapunk mới tạo ra 6 bản sao để thay mình hoàn thành những gì còn dang dở. Nếu dự đoán của mình là chính xác, thì hình tượng nhà khoa học vĩ đại Vegapunk trong app Edhead sẽ được lấy cảm hứng từ Stephen Hawking, cô giáo sư, nhà vật lý học thiên tài người Anh, được đánh giá là bộ óc vĩ đại nhất trong thế kỷ 21, nhà vật lý số 1 sau thời của Albert Einstein. Giáo sư Stephen Hawking mắc chứng sơ cứng teo cơ một bên. Ông bị liệt toàn thân và mất đi giọng nói, chỉ có thể giao tiếp thông qua một thiết bị tạo giọng nói. Ban đầu sử dụng công tắc cầm tay và sau này sử dụng cơ má. Mình đoán tình trạng sức khỏe của Vegapang lúc này đang rất xấu. Ông không thể vận động hay giao tiếp. Mọi thứ trên đảo Egghead đều do sáu bàn sao phụ trách. Việc Saka bảo Dragon rằng mình sắp chết chứng tỏ các bản sao có một mối liên kết sinh học với bản gốc. Khi tiến sĩ gặp băng qua đời thì tất cả cũng chết theo, cho nên Saka mới nói vậy. Nguyên nhân khác khiến mình nghĩ như vậy là ở chap 1065 mới nhất, Edison đã nhờ IOK ăn giúp mình, rồi sau đó lại đi vệ sinh rồi ngủ thay cho Pythagore. Đại loại thì băng 06, IOK có nhiệm vụ ăn uống, ngủ nghỉ và làm các công việc liên quan tới bài tiết cho cả 6 bản sao. Với một người cuồng công việc như Vegapunk, ông ta cho rằng thời gian ăn ngủ hay thậm chí là đi cũng là lãng phí. Bảo sao chẳng lao lực rồi chết sớm. Cho nên khi tạo ra 6 bản sao, Vegapunk đã lập trình cho Yoke nhiệm vụ ăn ngủ, đi vệ sinh thay cho tất cả. Nhờ đó mà năm người kia mới không cần ăn ngủ và làm việc hiệu quả nhất có thể. Đây đúng là sáng kiến thiên tài, nhưng cũng chứng minh các bản sao có một mối liên kết sinh học với nhau, hay là đúng hơn là Yoke ăn ngủ hay đi vệ sinh thay cho chính bản thể của Vegapang. Vì vậy, khi mối liên kết sinh học này bị đứt, tất cả các Vegapang sẽ đăng xuất khỏi trái đất ngay lập tức, bởi dù có thiên tài tới đâu, Vegapang cũng không thắng nổi thời gian, không vượt qua được quy luật ngặt nghèo của cuộc sống là sinh lão bệnh tử. Nếu thế thì Arkhead sẽ là lần đầu, cũng là lần cuối Vegapunk xuất hiện trong One Piece. Còn Ngũ lão Tinh thì lo sợ sau khi Vegapunk chết đi sẽ không còn ai kiểm soát được sáu bản sao kia nữa. Mà để một trong số đó rơi vào tay thế lực thù địch thì quá nguy hiểm. Vậy cho nên chúng mới cử CPL tới thủ tiêu. Không hẳn là giết Vegapunk mà chỉ nhắm đến các bản sao của ông ta là chính. Còn cái chết của Saka nhắc đến trong cuộc trò chuyện với Dragon có lẽ là một cái chết đơn thuần vì lý do sức khỏe chứ không phải bị giết và Ngô lập tinh như các bản sao đó hoạt động độc lập. Chúng không muốn một trong các băng rời khỏi XH và làm việc cho quân cách mạng hay tứ hoàng. Nhưng sâu xa hơn, chắc chắn là có dính dáng đến vương quốc cổ đại. Ông đã nghiên cứu thứ bị cấm, nó từng khiến cho tiến sĩ Clover phải chết và quê hương Ohara của Robin bị hủy diệt. Bất chấp nơi đây chứa kho tàng trí thức quý báu của nhân loại, chính phủ đã có được điều mình cần. Ngũ Lộ Tinh muốn ra tay trừ khử Vegapunk để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng chúng đâu biết rằng một ông già sắp chết mình cũng không giết nổi. Đó là toàn bộ giả thuyết của mình. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Nếu anh em thấy hay, hãy để lại một like, share và bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho Top Manga nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.